Rồi, chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình đi đi mằn á. Ông mối ổng cái âm bình thủy điện của ổng á, ổng nấu bị cháy trơn được bạn. Ổng nấu bị cháy chảy trơn, mình gã ra mình xin được cái bộ này. Bộ này với cái con Glen nhiệt. Con Glen nhiệt của nó nè. Nguyên con Glen nhiệt của nó nè. Đó. Con này nhiều độ đây, con này 92 độ nha các bạn. Nè. Này của bình thủy điện nha, bình thủy điện 92 độ, 250W, 10A, 10A. Nữa mình để vô đây luôn. Rồi cái này là cái bình thủy điện của mình ở nhà mà nó không bơm á các bạn, bữa đó nó không bơm á. Là nó bị hư cái motor này nè các bạn, nó hư cái nó một cái cánh nè. Đó, nó một cái cánh này nè. Nó một cái cánh bơm này nè. Đó, bây giờ mình xin ổng để mình gãi cho anh coi coi cái này nó còn không nha các bạn. Mình thử cái này còn không nha. Rồi mình thay vô. Rồi, để mình làm nha các bạn, tiến hành mình làm nha. Các bạn xem thấy kênh Anh Thợ Da Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Để mình kéo máy cao lên để mình làm. Rồi xem mình làm nha các bạn. Chung như cái này nó cũng lộn cộng lắm các bạn ơi, mình giả mình bỏ lâu rồi. Đó. Cái này thì cái đường dây gục của nó, còn cái dây này vô như te từ lưa kêu hết trơn, mình giả ra tùm lum hết trơn. Giờ mình lấy cái dây đầu tua này ra, bóp cái này lấy ra. Đúng không nghe, đúng thì mình gắn vô luôn, chắc đúng các bạn ơi, không sai đâu. Đó. Thử coi nó bơm không các bạn, thử không coi nó bơm không. Bây giờ mình phải ghim điện mới được, sang để mình dắt cái con gle vô luôn, con gle nhiệt vô luôn. Mình găm thử đó. Trời ơi, cái này cho ba cháu nè các bạn. Ngặt không? Nó ngặt cái chỗ này nè. Mình kiếm cũng dư có được. Dựng lên gặp hoài. Dựng lên gặp hoài. Mình đây nó mất hết cháu không đút vô được, mình bẻ cái cháu này bỏ nha các bạn, cháu này nó không có can hệ gì chứ, để mình bẻ bỏ đi mình ghim cho nó dễ. Cái sâu giờ không có cái ghim ba cháu à. Bẻ cũng dễ hơn nha. Rồi để mình ghim mình bấm thử coi cái motor nó chạy không các bạn. Motor bơm này coi nó bơm không nghe. Mình nhá vô thử nè. Chạy các bạn ơi. Motor bơm này nó chạy nè. Để mình tháo ra mình vô miếng dầu nó nha các bạn. Rồi mình nó gắn. Có cái bơm nó bơm mạnh, có cái nó bơm yếu, lâu ngày á nó không có cái dầu á. Cái nó bị hèn, nóng quá nó bị hèn, nó bị khô. Mình phải cho chút xíu dầu vô, mình bơm nước khô bỏ. Cái coi bô này còn tốt không nha. Còn nó có khô dầu gì không, chỗ này. Dơ quá dơ còn này. Dầu đầu cốt rồi nè. Mình lao cái này một cái nha.
mình không lau sạch sẽ với lại nấu thì nóng này không có thấy uống vô mà thành công luôn à. Nó bị ba vớ chỗ này là xét quỷ. Cho miếng dầu ngay chỗ cái đầu cốt này nè các bạn. Mình đút nó vô lại. Dẫn đúng không cho kỳ ta. Chiếc kia đi là tính xe của bà đây. Như nó nằm hướng đó. Lại cái đỡ các bạn, ta chạy không luôn. Chị con các bạn. Ủa. Cái này cái ấm này, cái bình thủy này nó khác hơn bình thủy ta nè các bạn. Cái bình thủy này cái ruột của nó nấu ở dưới nấu lên như cái ruột ấm siêu tốc nha các bạn đó. Còn cái bình thủy của người ta cái ruột nó tràn bên đây nè, bởi vì mình dòm nó ủa đổ ruột mất tiêu rồi nè, cái ruột nó tràn bên hông nha. Còn cái này là bình thủy này là cái ruột nó chế tự dưới luôn nha các bạn, đổ như ấm siêu tốc luôn nha đó. Thấy được cái ruột nó không nè, ruột nè. Rồi để mình lấy ốc mình gắn cái con gà le nhiệt này vô nghe các bạn. Gà le nhiệt nó nằm cái này nè, để mình gỡ ra mình gấp lại. Nó gáp cái gì nè các bạn, nó gáp nó đè cái con gà le này xuống nè. Mình coi cái ốc, nó ốc nhuyễn, ốc gì đây. Hôm bữa mình mở ra các bạn,
mình mở ra mình không có coi mình thử ra bây giờ nó không khác mình phải lặn lặn cái trong cái gì rồi dạ bà đúng nó nè thấp lên nhỏ xíu à đúng như đây nè rồi mình lấy mình lấy cái hộp tản nhiệt mình tha vô đây miếng nha tại vì nó phải có cái tản nhiệt mới được không có tản nhiệt là sử dụng nó không được nha các bạn đây cái hộp tản nhiệt mình mua ở phòng nè thấy không mình lấy cái tản nhiệt mình tha vô bán có chút xíu rồi bạn bán có chút xíu rồi hợp nó như nó cũng như kem đánh răng mà ngộ nghe cái này nó chịu nhiệt nóng nha các bạn mình xài kỹ kỹ để dành còn chuyến sau mình còn xài miếng nữa rồi mình gắp nha các bạn con ốc nó bằng inox còn nó không có hết không hết đụng nó rớt xuống luôn rớt xuống hết rồi lùm đề rút ra lại ba cái đồ trong kẹt cực quá vô xếp con lại còn lụm xếp được à làm thợ có cái nó dễ dễ mằng có cái nó mằng nó khó ghê các bạn xem thấy kênh mình có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn trong cái bình thủy điện đó, nó có cái bo này nè có cái bo này với cái con lê nhiệt à với cái ruột à không có gì hết trơn các bạn còn nhiêu là cái máng này nó dặn liền vô cái ruột á khi nhiệt nóng ấy nó lên nó đủ nhiệt nóng cái nó tăng vô nó dính vô trong cái này nè thì nó mình xài cái đủ nhiệt nóng nó nhảy sao cái này lỏng le à ta không lẽ ngược ta à, ngược rồi nó không đè xuống các bạn ơi con lê nhiệt cũ của nó mình lấy qua bên trên bên cái ấm bên kia rồi bên bình thủy bình thủy trước rồi còn bình thủy này bình thủy sau quay lại
làm thợ mà làm rồi một cái món đồ nó cũng cực lắm các bạn ơi, không phải sung sướng gì đâu ha. Này nó làm gì nè, thấy gì nè các bạn, thấy rồi nó làm gì nè đó. Thì cái đúng đó, để đã xuống bạn xem thấy kênh anh Thợ Trai có hay gì hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha bạn. Ê quay clip nha, có con cháu nó nhõng nhẽo các bạn ơi, ôm sùm tao trong coi nước mày chọc nó đi. Cái dây này sao mà nó làm trên đây không biết, chặt vô cái ruột làm gì mà cái kiểu này không? Để mình coi lại cái đường dây này coi, kẹp gì đâu có đúng đâu, dây này mà đi kẹp vô dây này dây cụ chì các bạn. Các bạn thấy không, đây nè, nó làm hai cái ruột đôi này, gan ấm siêu tốc mà ruột đôi nè, các bạn thấy không, thấy rõ không nè, thấy không? Hai ruột nè, hai ruột đôi luôn, cũng hay nha. Cái đường cầu chì này đâu có để lên trên đó được, sao nó làm vô kỳ vậy ta, cầu chì mà nó bắt vô trong cái đường ruột các bạn, cái này cầu chì mà, cầu chì này đâu có đưa vô đây được, đưa đây lâu ngày nó chảy cái này rồi hư cái này rồi hư dây sao, nó bắt ngu dữ vậy ta. Cái này lại, cái chỗ này lại, cái này giống nó làm mà kiểu mà như chế vậy các bạn. Mình gác vô coi, mình tìm cách mình gác cái motor này vô, bữa đó mình gỡ ra anh quên rồi, cái motor cũ nó bị nha, motor cũ nó bự nha, motor của mình nó nhỏ xíu, motor mới này nhỏ xíu à. Để em thử coi. Để mình để con motor này lại đây. Motor cũ này nè các bạn. Nó cũng thứ một mà sao nó cái motor cũ mình nó bự hơn nha, bự nó bơm mạnh hơn. Rồi để mình đúc cái ruột vô cái chấu thác ruột vô cái đi, cái chấu đúc vô ruột cái đi, để mình đo coi cái ở đây nó có cầu chì là 3-4 cái cầu chì nó còn không nha, mình tính. Kim quạt nè các bạn, bước cầu chì một cọt, bước cầu chì hết đường nha các bạn nè, bước cầu chì cái đường từ chấu ruột này nè, từ cái chấu này qua nè, đây nó có cầu chì nè, đứt hết đường cầu chì này ha, mình phải coi mới được, không coi là không được ha.
Rồi nữa mình nấu sau. Bây giờ mình cho nó vô đi. Mình cho vô một đầu trước đi rồi nữa mình tính sau. Nó lại. Cái chỉ có cái đầu bên đây là đứt cầu chì nha các bạn. Để mình làm rồi để mình coi coi nó ổn không nha, không ổn thì mình làm để mình coi mình gắn lại cái phần này nha các bạn. Cái này thì mình gỡ cái này ra ha, mình gắn lại cái phần motor cũ của nó nha các bạn. Motor cũ của nó xây nhưng mà nó hư cái bơm thôi, để mình lấy cái này mình làm qua coi nó làm sao nha các bạn. Rồi đó mình tính sao, để mình gỡ cái này ra mình coi nó rứt ra được không, để mình thay qua cái này lại nè. Cái đầu bơm đó thì nó okay, mình làm cái bơm nha các bạn. Cái đầu bơm đó hình như nó giống nhau các bạn ơi, đến coi nó bằng nhau không nha. Mình lấy cái motor cũ của nó mình xài, motor cũ nó bự hơn motor này nè, thấy không nè, cái này nhỏ xíu à, motor này nhỏ xíu à, motor này nó tới 10 phần, motor này nó có 7 phần nè. Motor cũ theo máy của nó 10 phần á, nó bự hơn. Để con tháo cái này ra coi được không, được mình đem qua. Cái dĩa nè, ăn thua cái dĩa nè. Cái này thì nó bằng nhau cái gì nè. Ờ, bằng nhau nè các bạn. Bằng nhau nha. Đó. Đó là nhà chưa. Thôi cái dĩa này nè, nó gần tháo ra. Là vào gãy bỏ luôn quá. Đây cái dĩa này các bạn. À, thứ một các bạn ơi. Để vô coi. Éo vừa nhám luôn các bạn ơi. Cái cũ của nó gãy nè, thấy không? Vừa nhám luôn, quá ngon quá ngon. Đây. Rồi chim là mình gắp lại. Mình gắp lại vậy là mình gắp cái cũ của nó nè, cái bát cũ nó luôn nha các bạn. Bát cũ nó thì nó xài 4 con ốc nha, bát cũ nó xài 4 ốc, mà cái này thì mình không gắp lại nha, cái này bỏ nha, cái này cái cánh đó mình bỏ, mình xài cái cánh mới này, cánh của con này. Này mình xài cái cũ nó lại. Gon bằng cái cũ nữa các bạn, cái gon này gon trong nha, còn cái này để coi coi, cái cũ nó gì nữa bạn, thấy không, có lông đền kẹp ngoài, lông đền kẹp trong, rồi cái đúng gòn luôn nha, đúng rồi, đưa vô trong cái thử ra.
Rồi đúng rồi nha bạn, đúng chiều nha, mình gắp nha. Mình lấy bốn góc của nó mình gắp lại. Ốc của nó có còn tán. Nó cái này là cái motor bơm nó xịn nữa bạn, nó làm kỹ, nó có ốc kẹp hết trơn ha. Bây giờ mình kết thúc video đây nha các bạn, mình ráp vô rồi xong xuôi mình chia sẻ cái clip 2 hoàn tất, làm hoàn tất lận mình thử luôn nha các bạn. Mình ráp cái này vô trong cái máy chưa, rồi mình kiếm ốc mình dặn rồi mình ráp vô trong máy nha. Rồi mình làm mình coi mình nối cái cầu chì này lỡ luôn nha các bạn. Rồi mình nối cái cầu chì này lỡ luôn nha. Rồi hoàn tất mình ráp cái clip 2 cho các bạn xem nha, đón xem clip 2 nha các bạn. Chào tạm biệt nha các bạn nha.